Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một giải hội tụ nhiệt đới đã hình thành và đi qua khu vực giữa Biển Đông. Từ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7, Biển Đông có thể hứng chịu áp thấp nhiệt đới với nhiều hình thái thời tiết cực đoan nguy hiểm. Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng ngày mùng 9 tới 11 tháng 7, trên giải hội tụ nhiệt đới khả năng hình thành một vùng áp thấp gây mưa rào và dông mạnh tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển giữa và Nam Biển Đông gồm quần đảo Trường Sa. Lúc này gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng cao từ 2 tới 3 mét. Vùng áp thấp này sau đó khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới với xác suất từ 50 tới 60%. Theo nhận định, sau cơn bão số 1 từ nay tới hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 9 tới 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4 tới 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Ngoài ra, không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm. Sự tác động của các cơn bão mạnh dồn dập kết hợp với không khí lạnh đến sớm sẽ làm các tỉnh miền Trung trong các tháng 10-11 đối diện với nguy cơ đa thiên tai, mưa bão, kéo theo lũ lụt và sạt lở đất.